Công ty cổ phần siêu thị ANS là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ ở Thanh Hóa, bao gồm ANS Tĩnh Gia đã vận hành được hơn 4 năm và ngày 27 tháng 4 năm 2019, ANS Thọ Xuân chính thức đi vào hoạt động. Siêu thị ANS Mart Tĩnh Gia được đặt ngay tại trung tâm thị trấn, giao thông thuận lợi, có diện tích 3.500m², cung cấp nhiều ngành hàng đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân địa phương, khu kinh tế Nghi Sơn và các huyện lân cận. Với sứ mệnh vì chất lượng cuộc sống cộng đồng, siêu thị ANS Mart Tĩnh Gia có nhiều tiện ích phù hợp, giúp người tiêu dùng thỏa sức lựa chọn các loại hàng hóa và dịch vụ từ bình dân đến cao cấp. Ở đây thì gian hàng thời trang thì rất đa dạng và phong phú, và giá cả thì cũng phải chăng. Em rất hài lòng với cách phục vụ hoặc là cách tư vấn của nhân viên bán hàng ở đây. Từ khi có siêu thị ANS Mart thì em và gia đình thường xuyên đến đây để mua đồ cho cháu, ví dụ như là bỉm này, sữa này và các vật dụng cần thiết thì đều là có cả, và cũng hay đưa cháu đến đây để đi chơi. Thì nhân viên ở đây thì phục vụ rất là nhiệt tình, mọi cái ở đây là đều đầy đủ và tiện nghi. Tại ANS Mart, tất cả các loại hàng hóa được sàng lọc, sắp xếp và lưu trữ cẩn thận, an toàn tại một nhà kho riêng biệt. Trước khi xuất kho, đem bày bán tại siêu thị, hàng hóa luôn được kiểm định rõ về chất lượng, nhãn mác cũng như mức độ an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng. ANS Mart có hàng ngàn mặt hàng thuộc thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình, điện máy gia dụng, thời trang, đồ chơi, v.v. Đặc biệt, khi mua sắm tại hệ thống ANS Mart, khách hàng còn nhận được nhiều giá trị vượt trội thông qua các hình thức khuyến mại, ưu đãi hấp dẫn. ANS Mart tính đến thời điểm hiện tại là cái nơi mua sắm chất lượng phục vụ cũng như là giá cả tốt nhất trên địa bàn huyện Tĩnh Gia cũng như một số vùng lân cận. Thì bằng chứng được thông qua các doanh số cũng như là cái lượng khách hàng đến với siêu thị ngày càng đông. Thì hàng tháng chúng tôi có tổ chức khảo sát khách hàng định kỳ để mà có những cái điều chỉnh hợp lý, đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng ngày một cao đối với cái chất lượng phục vụ. Làm sao cho khách hàng khi đến với siêu thị ANS Mart thì cũng tạo được có những cái ấn tượng tốt để lần sau họ sẽ đến tham quan và mua sắm nữa. Trong khuôn viên ANS Mart Tĩnh Gia còn có khu vui chơi dành cho gia đình, đặc biệt là các bé với nhiều trò chơi phong phú đa dạng. Đây được coi là điểm đến hấp dẫn hàng ngày, đặc biệt là vào mỗi buổi tối của nhiều người dân.
Trong chiến lược phát triển thị trường, đáp ứng nhu cầu mua sắm và vui chơi giải trí ngày càng cao của khách hàng. Ngày 27 tháng 4 năm 2019, Công ty Cổ phần Siêu thị ANS chính thức đưa vào hoạt động siêu thị ANS Thọ Xuân với diện tích hơn 10.000 m2 tại ngã tư đường mòn Hồ Chí Minh với đường Mục Sơn đi Bái Thượng thuộc địa bàn xã Thọ Sương, huyện Thọ Xuân. ANS Smart Thọ Xuân là tổ hợp mua sắm giải trí đa dạng với nhiều tiện ích vượt trội. Khu siêu thị có các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, thời trang, gia dụng, phong phú, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của mọi khách hàng trong và ngoài huyện Thọ Xuân. Khu ẩm thực fast food Jam Jam là thế giới của những tín đồ yêu thích các món ăn nhanh. Khu dân hàng cho thuê kinh doanh điện máy, thời trang, ẩm thực với 12 kiosk có diện tích trên 500 m2 giúp bạn thỏa sức lựa chọn. Đặc biệt là khu vui chơi khổng lồ ngoài trời lớn nhất tại Thanh Hóa với diện tích lên đến hơn 4.500 m2 cùng nhiều trò chơi hấp dẫn, bổ ích giúp các bé vận động và phát triển trí não toàn diện. Với công suất phục vụ lên tới gần 10.000 khách một ngày, ANS Smart Thọ Xuân hứa hẹn sẽ là nơi hội tụ mua sắm, vui chơi, giải trí hàng đầu dành cho khách hàng ở khu vực Bái Thượng, Lam Sơn, Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, cùng nhiều huyện lân cận như Thường Xuân, Ngọc Lặc và khách du lịch thập phương đến với khu di tích lịch sử Lam Kinh. ANS Smart đã và đang nỗ lực không ngừng để trở thành nơi an tâm mua sắm, vui chơi cho mọi nhà, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, mang đến sự thuận tiện, an toàn tuyệt đối khi sử dụng sản phẩm, giúp gia tăng các giá trị, nâng cao đời sống của người tiêu dùng. Trên nền tảng phát triển 20 năm về hệ thống phân phối, thì chúng tôi tự tin bước vào cái lĩnh vực bán lẻ trong cái bối cảnh thị trường cạnh tranh rất là khốc liệt của các tập đoàn trong nước và quốc tế. Chúng tôi đã đưa vào hoạt động một cái siêu thị tại Tĩnh Gia vào ngày 27 tháng 11 năm 2014. Đây là một cái bước ngoặt rất lớn trong cái định hướng phát triển của công ty cũng như đối với người dân huyện Tĩnh Gia. Đây là một xu hướng tất yếu trong cái nhu cầu về tiêu dùng cũng như là mua sắm văn minh hiện đại. Trong quá trình kinh doanh, chúng tôi luôn quan tâm đến các hoạt động về cộng đồng, mục tiêu kinh doanh về lợi nhuận, đấy là một cái phần tất yếu. Nhưng vì những cái mục tiêu lớn hơn, đó là cái phát triển cái hoạt động liên quan đến cộng đồng tại địa phương. Để phát triển nguồn nhân lực thì chúng tôi quan tâm rất nhiều đến cái vấn đề đào tạo cũng như là vấn đề tuyển dụng để tạo nên một đội ngũ có vững về chuyên môn và đáp ứng các kỹ năng cần thiết và phát triển cái đội ngũ nhân sự và để đáp ứng được cái mục tiêu mà chúng tôi đề ra. Và chúng tôi đang hiện thực hóa cái mục tiêu đó thông qua chúng tôi sẽ khai trương cái siêu thị AS tại Thọ Xuân vào cuối năm nay. Và tiếp theo nữa đó là Yên Định và Nông Cống. ANS Smart luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, nhân văn, coi trọng người lao động và lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho sự thành công. Đây cũng là nền tảng để Công ty Cổ phần Siêu thị ANS hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành bán lẻ khu vực Bắc miền Trung. Hãy đến với ANS Smart hàng ngày. ANS Smart, giá rẻ mỗi ngày.